we sail a little bit higher. Chị hỏi nè, hồi nãy ta tặng bông cho em là bông bông gì vậy? Bông này là bông gì? Bông hướng dương. Ờ. Đúng không? Mà thằng hồi nãy lên tặng bóp tớp gì? Cái đó là... Bóp thì tôi bỏ qua, tớp chết tôi à. Đàn ông con trai mà ghen quá à. Bởi vì bà thằng thiệt tánh đàn bà. Đó. Dạ thú vị, chị cứ giờ rồi chị bắt đầu giờ số. Xin chúc quý vị sao thật nhiều may mắn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
CD đi hát chuyên nghiệp mà mặc áo ngược. Một áo dài mới của nhà thiết kế Sĩ Hoa, áo dài cổ trũng như quý vị nhìn thấy rồi, nó chả đấy thằng cho số tiếng quý vị ơi. Cũng được. Cái gì? Ba con đi lấy chồng rồi hả?
Nó nói bầu ba cô háo cô đi chứ cậu à, à. Cậu Hùng con nghe nè, con chuột nằm đâu mà lũi vậy? Tại bà ta nuôi con chồn á mày. Ông anh ơi, ơi, mười, số mười, một, 33, 2, 45, 3, 60, 4. Rồi, chúc mừng con trai nha. Ôi, thầy chị. À, bốn phong, chú Tết nè. Chú là cấp độ, đây, Tết nhúng. Là Tết nhúng hả? Nhìn vào tôi sợ ma. Ê, lâu lâu. Bảy ba số 10 nè. 1 33 2 45 3 60 hợp lệ. Rồi hai chủ nhân may mắn đã đọc giải. Bây giờ mời đầu tiên mời người đẹp cá tiên sẽ trao cho mỗi người một bộ vé khán đạn ra. Rồi bắt đầu hai chủ nhân sẽ quay số. Ai số lớn hơn sẽ nhận về cho mình là một con gấu hoặc một cái quạt máy. Rồi anh trai ơi qua đây nha. Con ơi có gì đâu mà con đổ mồ hôi mẹ mồ hôi con dữ vậy. Ở đây mấy chú là đàn ông không à, bảo vệ cho con nha. Rồi 14 bự lắm, 34 thấy hay chưa? Thôi mày đưa vô tủ, vô tủ đi bà. Rồi bây giờ nè, con lấy gấu hay con lấy quạt máy? Con lấy quạt máy ha. Rồi tao cho em nó bộ quạt máy luôn nha. Nặng lắm nha con. Cậu con đâu? Cậu đâu? Áo màu gì? Anh ơi, lên lấy quạt máy cho cháu nó xuống. Cậu có áo màu cam phải không? Sao cậu ơi? Cậu ơi? Cậu đâu? 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 Cậu đâu rồi? Không, cậu này lên chơi thì chúng mình đi. Cậu hả? Cậu lấy gấu hay quạt máy? Gấu á. Rồi, cậu bấm luôn. Đấy là mày, mình không biết ha. Lấy cái quạt máy bây giờ nó sử dụng cái đài còn không? Lấy gấu thì cái nhất một con. Nè, gấu thì bé nha, anh vui lên một chút. Em xả. Chứ thì lấy gấu luôn mình cái đi. Là em bả anh chị. Em cứ bước em. Chữ nói cho em anh chọn ai? Đó, chọn đi. Anh chọn vợ anh hả? Chọn ai luôn? Anh chọn bó mẹ xui. Tại vì quán giá vẫn mặc quần áo dài, vẫn còn mang cuốn đây nè. Kìa kìa bé Tư ơi, vé bên đây. Bốn vé cuối cùng luôn. Đó, rồi mấy vé kia con kia. Đằng sau bé Tư ơi, kìa đằng sau có người trên tay kìa. Rồi vé luôn. Rồi hết vé chưa? Chưa luôn, còn một hề vé luôn. Một vé nữa hả? Các Thi ơi. Rồi luôn, từ rồi. Trời ơi, dưới mua vé nhiều lắm đó nhà ơi. Chị nhỏ ơi, còn vé không? Chị đang sao? Hết vé rồi, á. Còn vé không em? Rồi quý chị nhanh gọi lại ủng hộ giùm cho chúng em bên đây nè. Những cái đẹp ơi, Ái Liên. Ái Liên ủng hộ giùm mà và cũng mang phục vụ cho quý vị quan khách. Phương đem cho chị. Rồi hết vé rồi. Rồi bây giờ bên đây là phải của các Thi nè. Rồi, lẹ lên bé Tư nhanh gọn lẹ nha. Quý vị nhớ thương cho chó, ủng hộ một người một vé để cho chúng em quay lòng cầu nhà số phục vụ cho quý vị. Tại kênh hát ô tô Hương Nam, tại chương trình ngày hôm nay rất là đặc biệt. Chủ đề về mưa sẽ phục vụ cho quý vị những nhạc phẩm liên quan về tình cảm của mưa như quý vị. Rất là hay và đặc biệt thú vị cho tối ngày hôm nay. Rồi bây giờ người đẹp Phạm Phương là của bên trái, đánh qua bên phải người đẹp bé Tư hết vé rồi, dù muốn lái thêm nè bên đây nữa nè, còn không? Rồi, bây giờ quý vị nào có vé trên tay tập trung dẫn sáng chuẩn bị cho số nha quý vị. Đây nè, Phương, bán ở ngoài rồi đó.
xin mời anh trai. Anh trai như một cái màu nhà biết là nghe lời. Ok. Khe nè. Where you from? Ok. Khe nè. Dạ. Ở ngoài chị thấy nó không có hợp với cái nơ nha. Ok dạ. Yeah. Ờ, nhưng mà ở trong chị thấy hợp với cái nơ lắm luôn. No. You can sew this. You can. Cái gì? Oh, it's okay, yeah. Sorry, yeah. Okay, thank you. Go to the next, go. Go, thank you, can I bring you? Hello? Hello, yeah. Bóc luôn. Cái xã hội bây giờ kìa. Nổi da gà kìa. Mình chết. Ok. Giờ không đàn ông được. Cái ớt nó đã đánh chết tất cả. Má ơi, nó bò phát đi là chéo như cái bà. Ờ, chống nạnh mà đúng. Trời ơi, hai. Lội lông nách rồi bà nội. 29 thăm đen nha. Tại người ta xăm lông 3D má ơi. 19 có 1, 29 có 2. 39 39 có 3. Và cuối cùng là 44. Hợp lệ. Rồi 19 4. Thì ra bỗng mà có vợ ha. Cũng cao tay nhỉ. Vậy chị Thi cũng có thể có vợ thôi. Sao ba anh ơi. Bây giờ anh lấy cái gì? Cái bữa tạc chú lạc ghê vợ. Chị, anh lấy gì anh? Này cho cái chị học chén chứ cái gì. Anh lấy gói, anh lấy quạt má rồi. Ấy, ý. Vậy cái gì má? Dạ, ý cao, lấy cái điện điện hả? Cái gì nào? Đi đi với nhau, cháy nhà nha. Rồi, em gói, trao gói cho anh trai luôn nè. Em chúc chị vui vẻ, hạnh phúc. Dạ. Em chúc mà anh chị là trăm năm hạnh phúc ha. Ok, dạ. Dạ, sôi cái thứ cậu chị bởi nó bé là 10.000 đồng. Cô bác chị vui lòng ủng hộ nhanh gọn lẹ cho em để em có thể mà có thể vào trong thay bộ CV mới. Đồ đàn ông khó sạch. Ai? Số? Vậy? Mày bán cho người ta hai vé mày lấy có 10.000 vậy con quỷ. Trời ơi, có chuyện với trai luôn. Số quên số thì dặn nè. Thì dặn em nè, anh đặt cái hàng ở chưa á. Thì chưa hết rồi. Mà trai. Có hai nhà á. Có. Bên đây là trái gì là có. Cuối là ổn lộ. Cho nên em đi ba hướng, không có hướng nào là có trai hẳn hết. Mà tại sao em qua bởi cái này để em hướng 10.000 vậy? Em biết đâu đưa nó đại, em biết. Vậy là tiền nước nó 10.000 phải không? Dạ, 10.000 đi má. Có bị khỏe hay gì bà nội? Lỡ là bà cái đầu là không bao giờ bắt đầu anh hùng trời. Trời muốn bắt đầu qua anh hùng trời. Giờ mới đây, cái gì vui qua đây. Mấy bà chỗ này lên đây. Bà chỗ này lên đây, tự nhiên chúng tôi mệt. Thôi má ơi, đừng qua đây má ơi. Qua cho anh bà chó nè. Má má chú mừng lắm á. Thiệt, cuộc đời dễ dàng gì bà kìa.
trên sông cùng sông đưa chắc trôi lạc thắm đi tìm người thương vừa vẫn chẳng em nơi phương xa người nhớ anh nơi đây mong chờ vui cơm nước với những nỗi nhớ cho trong vườn trắng How far can we get if we sail a little?